Mình đi đâu nha, chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình là làm cái vlog này á, là để chỉ cho anh em một cách để trị những cái con mà cá trống mà chiên ăn trứng á, hoặc là không biết chăm con á. Thì đây, cái phương pháp này nó không phải là mới, nhưng mà anh em phải biết làm kỹ để không là để tránh những cái trường hợp sau đây có thể xảy ra nè. Anh em chiên cái tấm này là phải cho thiệt chặt, thậm chí nó có thể nong cái thùng cong ra luôn, nhìn anh thấy không, để cho những cái con cá này nó không chạy qua lại cá cha cá mẹ nha. Đó. À, cái mô hình này á, nó có cái lợi là khi mà đối với những con cá mà ăn trứng á, thì anh em có thể hớt cái ổ bọt bằng nguyên một cái muỗng canh. Anh em hớt cái ổ bọt ra khi vừa đẻ trứng, anh em bỏ vào cho con cá nào mà anh em cảm giác là nó đã từng ấp rồi. Thì cái mô hình này á, Liêm khuyến khích á, là anh em nên một trong ba cái đó, ba hay là bốn hay năm gì tùy anh em, trong ba bốn bầy đó thì anh em có phải lựa chắc chắn được một bầy đã từng ép rồi và nó giữ con rất là tốt, thì nó sẽ làm cho cái mô hình này tốt hơn. Thì cũng như là bên đây Liêm đã có thành phẩm, thì sau khi ép được mấy ngày thì nó đã nở, thì Liêm đã rút hết những cái trắng ở giữa ra, Liêm chừa lại một con để giữ, thì một con này nó sẽ giữ ba bầy. Thì đối với những cái bầy này của Liêm thì không có con nào ăn trứng hết, nhưng mà có những con mới thì Liêm không có tin tưởng khả năng giữ con của nó, thì Liêm sẽ cho một con nào đã từng giữ con tốt rồi ở lại giữ hết nguyên một bầy. Đúng á, là nó giữ hơi cực nhưng mà nó chắc ăn nha anh em, nó giữ con rất là kỹ, số lượng rất là tốt, thì mình cứ giữ cho nó giữ đi chắc ăn thì còn đỡ hơn là những cái con mới. Hoặc là những cái phương pháp như thế này thì anh em có thể xài á, anh em có thể dùng thùng nhỏ thùng lớn gì cũng được, mà nó nói chung là những anh em mà mua chúng những con cá giống nó quá đẹp, nó quá mắc, nhưng mà nó bị cái trường hợp là không biết giữ trứng á, có nhiều con nó không biết giữ nha anh em, chứ không phải là nó ăn, nên nó để cho trứng chìm mà trứng hư á, rồi có những con nó không biết giữ con, không biết tha con về nhả vô tổ bọt á, làm cho con bị bơi đuối chết đó. Rất nhiều trường hợp thì anh em dùng cái phương pháp này là để trị những con cá đó, thì thay vì anh em phải bán tháo bán đổ những con cá giống đó, thì nói chung là làm vậy cũng hay, tại vì cái người mua được người ta cũng sẽ không ép được, hoặc là anh em để lại giữ một con cá giống để chơi để nhìn mà nó không ép đẻ được thì cũng phí đối với những người làm cá. Thì đây sẽ là một cái phương pháp không mới nhưng chắc chắn sẽ trị được những cái con cá mà nó ăn trứng hoặc là nó không biết giữ con nha anh em. Thì cái cách làm này của Liêm cũng rất là đơn giản, nhưng mà cũng như Liêm đã nói rồi á, thì anh em kỹ là kỹ cái lúc này nè, đó anh em chặn hai cái tấm này nè. Có nhiều anh em chặn sao mà để qua ngày sau là bị con cá trống á, bên đây nó chạy qua bên kia nó lộn nhau á, tùm lum la đó, thì cái đó là do anh em không có để ý. Thì thường thường những cái góc của thùng á là nó bầu, thì lúc mà anh em chặn xuống thì anh em cũng phải làm cho cái góc nó bầu theo luôn nha, thì lúc mà nó xuống thì nó mới hết được, còn không mấy là nó hở khoảng lên. Với lại như hồi nãy Liêm đã nói á, thì anh em phải chặn thiệt là mạnh tay, đè làm sao mà cho nó giãn hai cái thùng ra luôn, chứ không phải là đè vừa đủ. Vì khi đè vừa đủ mà anh em ôm bắp áp lực nước nó vô mà nó nhiều quá, là lúc đó cái trọng lượng nước nó nặng nên rồi hai cái miếng xốp này nó chịu không nổi, nó sẽ bung lên từ từ. Khi anh em ngủ qua đêm nó sẽ làm cho con cá có cái lỗ vừa đủ để chạy qua và nó đá nhau có thể hư trứng. Thì cái phương pháp này á, nó ngăn chặn được cá ăn trứng và không biết giữ con, nhưng mà nó cũng có cái hại của nó là nếu anh em làm không kỹ á, sẽ mất con mất bầy, tại vì hai cá trống chạy qua, nhưng mà đối với Liêm làm vậy thì không bao giờ mất. Nhưng mà cái trường hợp này nó có lợi cho các con là khi anh em rút ra nó có một cái môi trường rộng lớn thì nó khó bị ô nhiễm nước lắm nha anh em. Nếu mà anh em kết hợp vi sinh trong đây nữa thì anh em nuôi các con có lớn như Liêm luôn đó. Còn nếu mà anh em không sử dụng vi sinh nữa thì lâu lắm anh em mới thay nước, tại vì cái độ nước nó nhiều như thế này á thì các con nó khỏe lắm đó. Cái đó là cái có lợi của cái mô hình này. Còn cái có hại thì như Liêm đã nói, nếu anh em làm không kỹ thì nó chui qua đó, những cái hốc nhỏ như vậy nó có thể chui qua đó. Rồi cũng sẵn đây, Liêm có dành tặng cá cho những anh em nào mới tập chơi, hoặc là anh em nào đã đăng ký kênh sub của Liêm mà nếu mà gần ở Liêm á thì Liêm sẽ tặng cá. Thì nói chung là tại vì Liêm đang dư nha, nói thẳng là đang dư Supergon và Supergon Panda. Trên đây cái hồ này nó đã bị đóng rau mà nên anh em khó lấy đó, dư rất là nhiều chống máy cho anh em tập ép đó. Anh em nào gần nó chạy qua đây bắt ha, Liêm tặng mỗi người một hai cặp chơi. Thì nói chung là cái này cũng là chỉ là khuyến khích phong trào thôi, tại vì một là Liêm tặng, hai là Liêm bỏ, chứ Liêm không có bán phá giá. Cá thì rất là mập nha anh em, màu cũng rất là đẹp, chứ không phải là lật nhách đó, màu chuẩn gold unu đó, anh em thấy không đó. Thì cá trong đây anh em thấy không, mô hình không thay nước này nữa, cá trong đây là cá hơn 3 tháng rồi, nước vẫn trong vắt đó, nó tưởng cho nó ăn nó bu lại đó, là mới cho ăn rồi, còn nào lấy bụng như con heo đó. Thì Liêm sẽ khuyến khích anh em nào mà muốn tập chơi
Em muốn tập kinh doanh cái mô hình nuôi cá cảnh beta này để mà kiếm thêm chút đỉnh á, thì Liêm sẽ tặng cho anh em mỗi người một hai cặp để mà ép. Thì khi anh em ép được thành công cái này thì anh em có thể mua những cặp cá khác, chứ đừng có vội mà mua những cái cặp cá đắt tiền. Còn ở trên đây là nó là super gold nhưng mà nó dính vanda. Vanda có nghĩa là có những cái chấm đỏ đó, anh em thấy không? Đó, hồ đó cũng như hồ này luôn, hai cái cũng bằng lứa. Thì ví dụ như anh em qua đây bắt cá trống ở dưới hồ này thì Liêm sẽ tặng cá máy ở trên đây, hoặc là ngược lại để anh em về anh em có thể chéo qua chéo lại để cho nó không có bị trùng huyết á. Trùng huyết thì nó ra nó dễ xé body lắm, lúc đó nó bị thối quá gì đó thì cái body nó sẽ không đẹp đó. Thì cái này là Liêm khuyến khích dành cho anh em đăng ký kênh của Liêm, hoặc là không cần đăng ký cũng được, nói cho vui vậy thôi, chứ anh em cứ qua đây mà nếu mà đam mê chung beta thôi là cứ qua đây Liêm sẽ tặng đó. Còn đây đó, đây là một vàng hồ cá La Hán Liêm mới setup nè, lọc bio tự chế đây. Mấy con cá này nó chừng một ngón rưỡi nha anh em. Đây, quá quay gần anh em thấy nó to vậy chứ nó có ngón rưỡi. Size này size 1N5. Thì tại vì bữa hổm có anh em muốn nuôi La Hán á, kêu hỏi Liêm cái kích thước làm sao là ok. Thì đối với những con nhỏ vậy, nói chung là cái cá La Hán này á, cá ăn thịt á, thì anh em làm hồ càng rộng càng tốt, nó sẽ mau bung phơm. Nhưng mà làm như vậy nó sẽ phí đối với những anh em nuôi bán. Thì những cái con cá mà như thế này nè, size cỡ 1 mà nói chung là size 2N đổ lại á, thì anh em nuôi trong hồ 30-30 là ok. Đó, để anh em làm một cái lọc bio, tại vì con cá này nó cần một cái lượng oxy hòa tan lớn trong nước, thì anh em nên hỗ trợ lọc cho nó. Thì thay vì phải vừa lọc vừa sủi oxy, thì anh em làm một cái cơ chế lọc bio này là vừa lọc vừa sủi oxy nè, anh em thấy không? Đó. Đó, còn nếu mà anh em thí dụ như mà thương thêm cá nữa thì anh em rải một lớp nền nhâm thạch hoặc là cái gì đó, đó cho, tại vì cái đặc tính của con cá này nó cũng hay thích đi ngậm tầng đáy mà nó phun phun lắm, thì nó cũng làm cho con cá hoạt động nhiều hơn, thì con cá nó mau lên dáng hơn. Với cái con cá này á, thì anh em không cần đông bì vào đâu, nó phá lắm, nó sẽ làm hư hết cây. Và đối với những cái con cá mà thú săn mồi như thế này á, thì anh em cho nó ăn thức ăn sống thì nó sẽ nhanh lên mập hơn. Ở ngoài thị trường nó có bán một cái loại gọi là Red Zombie hay là Super Red gì đó. Khi anh em trộn với thức ăn á, anh em sẽ khiến con cá này lên màu rất là đẹp mà không có hại gì con cá nha anh em. Nhưng mà anh em phải nhớ là anh em phải cho ăn vừa đủ, vừa đủ thôi, chứ không là nó chuyển qua màu đen luôn á. Mấy anh em là nuôi lâu á, này Liêm cũng chưa có chuyên nghiệp lắm, nhưng mà mấy anh em nuôi lâu nếu mà mình cho lạm dụng thuốc quá thì nó sẽ chuyển màu đen luôn, con cá đen cu tù lùa luôn. Thì anh em cẩn thận cái khoản đó được rồi đó. Thì đây là một cái hồ setup đơn giản thôi, một cái hồ này anh em mua chừng mấy chục ngàn, nếu đặt dán kỹ như Liêm thì cái hồ này là 90 ngàn nè. Đó đó, anh em làm một cái đó chừng mấy ngàn bạc, một cái hũ 2 ngàn, rồi một cái máy sủi oxy này Liêm xài 8 cái sủi oxy này nè cho một cái máy ở đằng sau á. Quan trọng là anh em biết cách chia thôi, nếu anh em không biết cách chia thì cứ comment cho Liêm, Liêm sẽ làm biết chỉ anh em cách chia để oxy nó sủi điều hết 8 hồ mà không có bị hồ nào ít hồ nào nhiều. Tại vì anh em thấy có những hồ nó lên chậm á, đó là nó sủi mà khí nó lên không có thông. Còn những cái hồ nào mà nó lên nhanh như cái hồ này là nó sủi ngay chục cái lỗ luôn thì nó lên nhanh, chứ thực ra thì khí cũng rất là đều. Đó, nuôi chứ những mấy con cá La Hán này là cưng nhất là lúc cho nó ăn đó. Đó, nó nhìn nó đúng bét luôn. Đó, nó sẽ dí theo cái tay mình. Anh em thấy không? Cá mà xài có một ngón à. Nè, anh em nhìn ngón tay nè thấy chưa? Đó, một ngón đúng một ngón rưỡi. Đó, một ngón mà che là che hết con cá luôn. Nó nhưng mà đầu rất là khủng khiếp. Nếu quay gần thì là anh em nhìn tưởng cá bự hơn đó. Đó. Thì anh em cho ăn hồi sống nó sẽ kích thích lên nào nha anh em. Rồi, video clip hôm nay Liêm chỉ làm để hướng dẫn anh em cái cách mà để trị những con cá trống beta mà nó ăn trứng hoặc là không biết giữ con. Rồi Liêm cũng nhắc lại là Liêm có tặng Super Gold cho anh em. Hoặc là nếu mà anh em nào mà muốn ép cá coi, Liêm cũng có cá để tặng nữa. Nhưng mà nói cá coi là Liêm không hứa trước, tại vì số lượng cá coi mà để tặng cho anh em thì nó không có nhiều, nó có thể hết. Còn như mà Super Gold thì Liêm nghĩ chứ không hết nổi đâu, tại vì hai bầy đó cộng lại là khoảng cỡ 500 con á, là khoảng 250 cặp á, thì sao mà hết được. Đó, thì anh em cứ qua lấy Super Gold thoải mái. Còn coi thì Liêm không có hứa chắc được nha. Ví dụ như còn thì mình tặng, không còn thì thôi, đừng có đựng qua đây nói anh Liêm hứa lèo. Rồi, xin chào anh em nha. Chúc anh em có nhiều bầy cá đẹp.